Trong khi đó, đài truyền hình CNN của Mỹ đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sớm thành lập một đội đặc biệt trên thực địa ở Ukraine với nhiệm vụ giám sát viện trợ của Mỹ cung cấp cho Kiev. Nguyên nhân là do các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn những khoản viện trợ này. CNN dẫn lời Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ đã bắt đầu làm việc tại Ukraine vào cuối tháng trước, sẽ có thêm nhiều nhân sự đến vào cuối tháng 9 và cơ quan giám sát sẽ có trụ sở tại đại sứ quán mỹ ở kiev